Alo, xin chào người thi sĩ mà đã từng ấp ủ in được cái tập thơ thì hôm nay là đã gửi tặng cho Quang Đảo, đó là bạn Nguyễn Thị Xuân Mãn ở Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Sáng hôm nay là với cái giờ này mình đã nhận từ tay của bưu điện gửi về. Xin cảm ơn cái lòng nhiệt thành của bạn Xuân Mãn, rất cảm ơn. Và để mình gỡ ra mình xem cái tập thơ như thế nào để mình giới thiệu cùng với các bạn luôn. Dán kỹ. À, có tập thơ đây rồi. Lặng lẽ vườn thơ, lặng lẽ vườn thơ, lặng lẽ vườn thơ. Trong thì Xuân Mãn thân tặng nhạc sĩ Quang Đỗ, ngày 14 tháng 2 năm 2023, đúng ngày lễ tình nhân, ngày lễ tình nhân. Nhà thơ Nguyễn Thị Xuân Mãn là nguyên quán ở Quảng Bình, sinh tại Huế năm 1948, năm 1960 đến năm 1966 sống ở Nha Trang, đã học trường Nữ Trung học Nha Trang, Đại học Luật Sài Gòn và hiện sống tại quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Rất là cảm ơn nhà thơ Nguyễn Thị Xuân Mãn. Nói chung là trong này là rất là nhiều nhiều bài thơ, rất nhiều bài thơ, mình lướt qua thôi. Tất cả là 118 bài thơ. Trong đó là phần 2 là một số ảnh tư liệu của tác giả và một số bản nhạc đã được các nhạc sĩ phổ thơ. Đang tìm cái bài nhạc. Tìm mà nhạc mà không thấy nhạc ở đâu. Phần 2 là một số ảnh tư liệu của tác giả, một số bản nhạc đã được các nhạc sĩ phổ thơ, cảm nhận của bạn bè và những dòng tâm sự của tác giả. Một là Băng Khung Chiều Đông, hai là bài thơ Thu Vàng, ba là một bài thơ quá đẹp của nhà thơ Cao Niên, Nguyễn Thị Xuân Mãn. Đó là những cái lời tâm sự, lời bài. Một lần nữa là cũng xin cảm ơn lòng nhiệt thành của nhà thơ Nguyễn Thị Xuân Mãn với tập thơ Lặng Lẽ Vườn Vườn Thơ. Xin xin chào nhà thơ, xin chào tất cả các anh em bạn bè ở trên fan.